Những hiểu lầm về trí thông minh cảm xúc EQ. Dạo gần đây thì các bậc phụ huynh nghe rất nhiều tới cụm từ trí thông minh cảm xúc EQ và có hai hiểu lầm mà các cha mẹ thường gặp phải. Thứ nhất đó là cho rằng trí thông minh cảm xúc thì không quan trọng gì cả. Quan trọng vẫn là tất cả những kiến thức mà con bạn học ở trường, như là học toán, tiếng Việt, tiếng Anh như thế nào. Thứ hai là cũng cho rằng trí thông minh cảm xúc thì không có hỗ trợ gì cho việc học hành của trẻ, không khiến cho đứa trẻ trở nên giỏi giang, xuất sắc hoặc là thành công và hạnh phúc sau này. Và vì sao các bạn lại có những hiểu lầm như vậy? Vì các bạn sẽ luôn tâm niệm rằng học toán, tiếng Việt, tiếng Anh thật nhiều thì mới là đem lại những điều tuyệt vời cho con của bạn. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn hãy hiểu rằng trí thông minh cảm xúc thực sự sẽ giúp cho trẻ những điều như sau. Thứ nhất là giúp cho trẻ giữ gìn các mối quan hệ để khiến cho đứa trẻ có khả năng kết nối và giao tiếp tốt hơn. Thứ hai là giúp cho trẻ có thể quản lý được cảm xúc của bản thân, vượt qua được những điều như là nỗi buồn, nỗi thất vọng, sự sợ hãi, lo lắng và đặc biệt là sẽ có động lực để vượt qua khó khăn. Thứ ba nữa là giúp cho trẻ thực sự là tự tin để có thể thể hiện bản thân mình. Và điều thứ tư là giúp cho trẻ có sự đồng cảm và biết ơn. Với tất cả những điều đó thì trí thông minh cảm xúc sẽ khiến cho con bạn có những quyết định đúng đắn, rồi biết cách giữ gìn các mối quan hệ. Và đặc biệt nữa là trẻ luôn luôn cảm nhận được những điều thực sự là tích cực từ bản thân mình và có thể sống một cách rất là rạng rỡ trong cuộc đời. Và vì thế, nếu đã hiểu về trí thông minh cảm xúc thì chắc chắn là các bạn sẽ mong muốn bồi đắp trí thông minh cảm xúc cho con, chứ không chỉ là liên quan tới kiến thức. Và ở Pantado, chúng mình có chương trình về trí thông minh cảm xúc dành cho trẻ để khiến cho đứa trẻ của bạn sẽ lần lượt học được những nội dung liên quan tới trí thông minh cảm xúc. Và chắc chắn rằng bên cạnh khả năng tiếng Anh, con bạn cũng sẽ được rèn luyện về trí thông minh cảm xúc để trở thành những em bé thành công và hạnh phúc sau này. Và chính vì thế ở Pantado, chúng mình đã lần đầu tiên đưa chương trình trí thông minh cảm xúc vào trong lớp học để khiến cho đứa trẻ của bạn vừa học giỏi tiếng Anh lại còn vừa phát triển trí thông minh cảm xúc. Và nếu các bố mẹ muốn thử cho con điều này, rằng là học về trí thông minh cảm xúc sẽ như thế nào, có thú vị hay không, thì các bạn sẽ đăng ký ngay ở đường link phía dưới. Chúng mình có 29 suất học thử miễn phí bao gồm cả tiếng Anh và học những nội dung liên quan tới trí thông minh cảm xúc. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký để cùng trải nghiệm với con những điều tuyệt vời này các bạn nhé.